Strup bắt đầu di chuyển ra, dù Bocat và những đồng đội bắt đầu bị xây xe rồi, xây liên tục từ vị trí bên, bên có mấy người bị chiêu dù mà tình huống xây tốt, double knock out cho vị trí KTV của TPN, và đó là tình huống xử lý tốt tiếp theo từ vị trí của Devin. Và việc nào game Strup tiếp tục có một game đấu không được thành công cho lắm khi họ đã mất được hai người trong tình huống di chuyển xe của mình. Họ đã vào bỏ thành công rồi. Chạm Gaming Esports vị trí của số 1 Sóc Sơn vừa có được mạng vị trí của Dewin của team BN. Một tình huống giao tranh tại khu vực rìa. Và chúng ta xem một tình huống tiếp tục tông xe vào Pika. Có một tình huống double knock out những người đồng đội của mình. Pika đang làm cái quái gì đây khi có những trái smoke bắt đầu chạy ra để cứu những người đồng đội của mình rồi. Liệu BN họ có lợi dụng thời cơ và công lên hay không? Không, tiếp không. Tục là một tình huống mà tai nạn giao thông diễn ra và Pika có một tình huống double knock out. Tôi gọi đó là gì? Tôi gọi đó là đặc sản. Một đó là đặc xuống, sản. Nhưng chế nét này nó hơi mạnh một chút xíu rồi. Nét được ném liên tục từ KTV của team BN. Vâng, và bây giờ đây là tình huống xảy đến từ các thành viên bên phía của đội bạn đó, vị trí của team BN. Nghe tức là các thành viên bên phía của Trạm họ đang phải trả một cái giá quá đắt vì họ đã mất quá nhiều thời gian tại khu vực này. Một tình huống xảy khoát tốc từ vị trí của Bet 1301 và bây giờ là hồi máu lên béo đô ra đẩy lên không sao cả. Đó là một tình huống thật sự. Tình huống vừa rồi không có cái gì để chê cả. Anh ta xử lý ba. Anh ta xử lý ba. Với việc mà có lợi thế 4 người sẽ là một trong những lợi thế nhất định dành cho các thành viên đang sống tại khu vực bản đồ. Một tình huống mà Chu đang di chuyển, Chu thấy được trước và Tony là xây tốt hơn trong tình huống vừa rồi. Và vị trí Tony đang cố gắng hiệu mẫu, anh cùng ở 74 là một bắt đầu đẩy lên. Ôi một tình huống mà Khang không nổ xuống tình huống này. Yuki có được mạng vị trí hai Saki, tại con liệu cover được người đội mình hay không? Ron bắt cho mình được mạng vị trí Tony rồi, tại con vẫn đang cố gắng nhìn xuống. Ở diễn biến khác thì KTV của team DAC, họ mất cho mình được vị trí của đó là vị trí Tony rồi. Một trong những team luôn được đánh giá rất khó chịu. Bắt đầu xảy rồi. Ôi Levit vừa có một trụ mà dán 502 vào mắt người xem. Cùng với đó là hai Caster. Và chúng ta xem trong này Toto bắt được mạng vị trí kênh phong luôn rất nhanh từ vị trí Toto. Và buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta không có sự xuất hiện của Aleo. Và thay vào đó thì Toto và NamC là hai người đang thi đấu. Bắt đầu xảy liên tục từ vị trí Toto. Divine bắt đầu quay trở lại để công vào KTV thì Phoenix Gaming rồi. Phoenix Gaming họ còn cho mình một người tại cuộc tầng 2. Cùng với đó là một người tại cuộc tầng 1. Nhấp nhả từ vị trí Toto. Toto vẫn chưa thấy được. Levit vẫn chưa được cứu. Xảy tốt từ vị trí của Hùng. Hùng có mang từ vị trí Toto. Form luôn rất nhanh từ vị trí Hùng vô địch. Một trái choáng không được hợp lý cho lắm. Toto đang bị choáng rồi. Toto xảy tốt từ đúng này. Toto có mang từ vị trí Hùng vô địch. Quyết định di chuyển xuống. Xảy không tốt. 0510 là người có luôn mạng vị trí Toto. Divine vẫn còn đó là vị trí của NamC. Và đây sẽ là tình huống 1v1. Thả mình nét rất hiệu quả nhưng ngay lập tức 0510 nghe được tình huống mà rút chốt. Đúng và rồi. Di chuyển ra rất hay. Vâng, và bây giờ đây có thể thấy rằng là Levit sau cái tình huống xin lỗi của mình thì tạm thời Levit đang phải nằm ôm người. Ôi 0510 anh ta có được cho mình một cái ghế salon để có thể đỡ được cái làn đam đó. Trong khi đó thì ở dưới này NamC anh ta vẫn không quyết vẫn định những cái nét ném lên, nhưng lần này chắc chắn thì 0510 đã nằm xuống rồi. Một cái nét ôi quá nhiều bất ngờ. Một cái gì vậy? Nó trừ 99 thôi. Trời ơi, game này lỗi rồi. Thật sự là những cái nét ở phiên bản này nó đang được nép lại khiến cho các player trời rất ơi. Bực tức. Nó nằm kế bên luôn mà đúng nó là chỉ như vậy. Có Nam Si liệu tình huống này, liệu Divine hoặc có dừng lại hay không? Molotov được ném lên. Nhưng đó là một cái Molotov không được chính xác từ vị trí của Nam Si. Tôi nói thật là Nam Si làm hết khả năng của mình rồi. Đúng là như vậy. Nam Si dội hai quả nết quá đẹp. Một quả thì lỗi thì ok, không sao cả. Một quả dính ngay giữa mặt trừ 99% máu. Tôi biết nói cái gì nữa bây giờ. 0510 anh ta số lớn, số rất lớn. Bây giờ đây là hai người kê nhau. 0510 đẩy xuống. Và bây giờ là tình huống bắn giữa 0510 cộng với đó là Nam Si. Người đang yếu máu là vị trí của 0510. Và bây giờ vẫn là vị trí của Nam Si. Nam Si đấu nhưng Nam Si là người ăn được vì 0510 yếu máu hơn rất nhiều. Unismog họ không còn thấy được cái điều gì cả. Né được ném thẳng vào cửa từ vị trí của Ron. Ở bên này Nam Si thấy được cho mình đó là vị trí của anh Quân. Nhưng 74 là một là người có mày ở vị trí của Nam Si. Divine nằm xuống ở vị trí thứ tư rồi. Vâng, và bây giờ đây chúng ta sẽ quay trở lại với diễn biến giao tranh. Các thành viên của team Cerberus họ đang đẩy vào vị trí nhà các thành viên bên phía của team Green Esports. Tài con là người nhá đam ra sau khi yếu máu. Tài con ngay lập tức lùi về. Còn quả nết được dội vào thẳng từ vị trí của Tài con. Quả nết này là timing thêm một quả lửa nó được bồi vào. Và tình huống vừa rồi nó kéo đi mỗi thành viên hơn 80% máu. Và có thể thấy được rằng ở bên ngoài 74 là một là người pick được mạng của Yuki. Có thể thấy được rằng là ở khu vực bên trên này Cerberus họ đang thi đấu rất bay.
Subang vừa hiến máu thành công rồi. 7-4 là một thấy được cho mình đó là chiếu tài con. Tài xấy tốt hơn trong tình huống này. 7-4 là một quyết định lùi lại và cái tay bị từ DAC nó súng từ vị trí của anh Quân. Xấy không tốt vẫn chưa có màn đâu vị trí của đó anh là hai Quân rung tay rồi. Chuyển được ném lên và cái tay của Tisu đó họ vẫn đang có lợi thế. Tài con đẩy lên, tài con co màn và tiếp tục là một cái top 1. Ba cái top 1. Ba cái top 1 liên tiếp, tôi đang nhìn cái gì vậy? Một mình tài con gấp trụ xử lý cuối cùng quá kinh khủng. Một tình huống lực tâm quá ghê cho mình chịu tài. Tài con luôn mạng và tiếp tục là một cái top 1. Thuộc về Severus với 9 kill mà thôi. Nó khác với game 33, 1 kill. Ôi, ba cái top 1 liên tiếp. Hiện tại như tài con cũng là người đang giữ MVP của vòng loại này. Vâng, chắc chắn là tài như vậy. Tài là hai người đang đứng đầu danh sách MVP. Vâng, và DIC một lần nữa lại phải ngã ngủ về với top 2 với tổng số kill, đó chỉ là 6 kill.